thì công ty điện lực bảng B nhất bảo hiểm AIA thì Liên Thông, bảng C nhất bảo hiểm AIA thì Trần Đình Thác Từ Sơn. Nhưng mà chúng tôi xin mời hai người nhìn công ty điện lực Liên Thông và Trần Đình Thác Từ Sơn này bàn thư ký để bốc thăm xác định đội nhì vào vòng bán kết. Xếp sướng về xem lại xem đánh như nào mà còn chỉnh.